nên nên sao nó lại cái này phải kéo lên này. Không biết hoàng là ai không? Một chín tháng ba cho hai người cầm cờ giúp em với ạ. Mời ban cầu thủ của Tây Gờ chúng ta di chuyển sang bên bên ngang ạ, không ở bên dọc ạ. Bắt đầu vào sân đi ạ. Mời vào sân bên này đi đi ạ. Chào mừng những người đại biểu quý khách, người hâm mộ, quý anh chị dân gian trẻ trên cả nước, chứng kiến những trận đấu hay trong giải bóng đá. Chào mừng 30 năm phong trào dân gian trẻ Việt Nam. Xin kính chào tất cả quý vị và bạn đang có mặt trên kênh sóng trực tiếp của các luồng khác nhau VFTV hoặc là câu lạc bộ bóng đá doanh nhân trẻ Việt Nam. Trước mắt chúng ta là lượt trận thứ 2 bảng B giải bóng đá chào mừng 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam tranh cúp sao vàng hóa cảnh giữa TG và Bắc Việt. Đây là hình ảnh trao lá cờ lưu niệm của hai đội với nhau giữa đội trưởng số 41 bên phía của Bắc Việt, đó là anh Lô Hội, và số 8 của TIG đó là thủ quân Kim Mạnh. Ở trong hiệp 1 này thì chúng ta hãy chờ xem, phần sân thì đã được xác định rồi, bên phía tay trái là bộ trang phục khác hơn so với buổi thi đấu sáng ngày hôm nay. Buổi sáng thì là full trắng, trắng xám, còn bây giờ đã chuyển sang xanh trắng. Còn bên phía đối diện với bộ trang phục đó là vàng nhẹ thì các cầu thủ Bắc Việt FC sẽ án ngữ bên phía tay phải hướng nhìn của tất cả mọi người. Tiếng còi của trọng tài vang lên và trận đấu giữa TIG và Bắc Việt FC chính thức bắt đầu. Ở trong hiệp 1 này thì những cầu thủ ra sân trong đội hình của TIG bao gồm thủ môn Hoàng Văn Huy, số 68 Khơi Madini, số 3 Phan Tuấn Bảo, số 25 Nguyễn Xuân Kiên, số 24 Phùng Ngọc Phi, số 8 đội trưởng Nguyễn Kim Mạnh, và cuối cùng là số 99 Nguyễn Thành Long, Long Torres. Còn bên phía của Bắc Việt FC đứng trước khung gỗ là thủ môn số 1 Trần Bình Minh, đội trưởng số 41 Nguyễn Lô Hội, số 94 Đức Plan, anh Đức Kế Hoạch, số 80 là Bùi Văn Đạt, số 77 Nguyễn Tiến Đạt, số 22 Nguyễn Quang Việt và số 2 đó là Giang Nguyên Tuân. Đây là một người anh em được coi là anh em ruột thừa với Giang Nguyên Công, Công Triều Khúc bên phía của TIG. Nếu mà hiệp 2 Giang Nguyên Công vào sân thì đây sẽ là một trận chiến có thể coi là nội bộ của làng Triều Khúc với nhau giữa Giang Nguyên Tuân và Giang Nguyên Công. Bóng đang thuộc quyền chơi của cầu thủ TIG FC. Vào trong buổi sáng ngày hôm nay thì TIG đã có một trận xuất quân thành công trước Cá Sông Đà HBFC với chiến thắng đó là 5-1 với những pha lập công của Nhiệm Ma, Công Triều Khúc, Đình Minh và hai bàn thắng của Long Torres. Còn với các cầu thủ bên phía Bắc Việt FC, họ phải nhận một chiến bại với tỷ số 2-5 trước doanh nghiệp trẻ, xin lỗi bạn, là doanh nhân trẻ 1983. Và với hai người lập công bên phía Bắc Việt đó là Vũ Hoàng Anh cũng như là Quang Việt. Và với trận đấu đầu tiên vòng 2 bảng B buổi chiều ngày hôm nay thì đây quả thực là một trận đấu mang cái tính sống còn của cầu thủ Bắc Việt FC. Họ bắt buộc phải chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng có thể có được một vị trí tốt nhất có mặt vào ngày mai. Ngày hôm nay thì cả Bắc Việt FC cũng như là TIG FC đều phải trải qua đó là hai trận thi đấu, vì sáng nay họ mới đá một trận thôi.
TG thì thoải mái hơn, họ đã giành được chiến thắng có 3 điểm. Còn với Bắc Việt thì họ vẫn chưa có bất kỳ điểm số nào. Tiếng chơi phần sân nhà của thủ thành Trần Bình Minh, người đã bị đối phương xe lưới 5 lần. Và đương nhiên với một TG được đầu tư có bài bản, chiều số đội hình rất ổn, họ được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, đó là Bắc Việt. Mặc dù là chủ nhà nhưng mà anh em Bắc Việt vẫn là khách mời tại giải bóng đá câu lạc bộ bóng đá doanh nhân trẻ Việt Nam. Chào mừng 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam tranh cúp sao vàng và hóa cảnh. Rất thú vị. Đó là pha phạm lỗi của thủ quân Kim Mạnh với một cầu thủ bên phía Bắc Việt FC. Bình Minh cần phải rất cố gắng trong quãng thời gian tới dành cho Bắc Việt FC. Một trận hòa thôi cũng quả thực là rất khó để cho họ có thể nghĩ về một tham vọng đi tiếp sâu hơn, tiến đến vòng knockout vào ngày mai. Vào sáng ngày mai thì trận đấu tranh huy chương đồng thì sẽ diễn ra. Còn buổi chiều thì sẽ là trận tranh nhất nhì. Và tất cả sẽ dựa vào bảng xếp hạng trong buổi chiều ngày hôm nay. Ở buổi sáng thì những đội mạnh như là doanh nhân trẻ Vĩnh Phúc, doanh nhân trẻ Thái Bình, HG La Giang đều đã thi đấu 2 trận. Và buổi chiều hôm nay họ chỉ cần thi đấu 1 trận nữa thôi. Còn với những đội thi đấu 1 trận vào khung giờ sáng thì buổi chiều hôm nay sẽ là cuộc chiến trên 2 trận đấu khác nhau. Đầu tiên với TG đó là Bắc Việt FC đã. Còn sau đó TG sẽ đối đầu với doanh nhân trẻ 1983. Còn Bắc Việt sẽ có một trận đấu tiếp theo gặp Cá Sông Đà. Đây được coi như là cặp đấu vừa cân và đồng lạng hơn. Được chưa lên. Đánh đầu. Không quá vội vàng đến từ hai đội. Quả thực là thi đấu vào khung 2 giờ chiều nó còn khắc nghiệt hơn cả thời gian buổi sáng. Bây giờ là phơi thóc thực sự dành cho cầu thủ trên sân. Rất nguy hiểm. Pha uy hiếp đầu tiên trong trận đấu này của ETG dành cho Bắc Việt FC với cú ra chân của Long Torres. Đỡ bóng chân phải sau đó vút bằng Xuân Sở Trường. Rất nguy hiểm dành công thành của Bình Minh. Mà vẫn chưa có bàn mở tỷ số dành cho đội bóng có lẽ được đánh giá cao hơn, đó là TG với đội chủ nhà Bắc Việt trên sân Bắc Việt 1, khu vực chiến thắng Hà Đông, Hà Nội. Rất bình tĩnh. Long Torres. Ở trận đấu sáng hôm nay thì Long Torres xuất phát từ băng ghế dự bị. Anh nhường chỗ cho chủ tịch Nguyễn Phúc Long. Cầu thủ năm nay được anh em bận bí rằng đã U50 rồi. Nhưng thi đấu rất cháy. Trận này thì những Nhiệm Ma, Nguyên Công, Đình Minh rồi những cầu mạnh khác đều được cất trên băng ghế dự bị. Hưng Ecele cũng không xuất phát ngay từ đầu mà chám vào vị trí của Hưng Ecele, đó là số 1 Hoàng Văn Huy. Như vậy là tỷ số đã là 1-0 từ rất sớm dành cho TIG phút thứ 5. Khi chúng ta mới lượt qua một vài thông tin bên lề trận đấu. Và chúng ta hãy cùng xem lại cú lập công thứ 3 của Long Torres tại giải đấu năm nay. Một đường nhìn ngắm của đội trưởng Kim Mạnh, sau đó kết hợp với Long Torres. Torres rẽ sang ngang, đi bóng kỹ thuật, sau đó ra chân phải. Đây không phải là chân thận của Long Torres. Đó vẫn là bàn thắng 1-0 dành cho TIG. Nỗ lực cá nhân. Tìm kiếm câu trả lời đến từ cầu thủ Bắc Việt FC. Dứt điểm từ xa. Bóng đi căng nhưng hơi cao so với khung thành của Văn Huy. Mà so về tầm thước với Hưng Ecele, người đã quá nổi tiếng với vị trí đứng trước cầu gôn, thì quả thực Hoàng Văn Huy cũng không hề kém cạnh. Vì thủ môn trẻ này dễ cũng phải cao, cũng phải xấp xỉ với Hưng Ecele, cựu cầu môn của Mobi. Em xin chào anh Đỗ Tường nhé. Trận này TG quá nhàn, chúng ta cứ chờ đợi đã. Mặc dù họ đã có 3 thắng sớm, nhưng bóng đá thì có rất nhiều biến số và chúng ta chưa thể nói trước bất kỳ điều gì cả. Và xử lý là của Tuấn Bảo. Văn Huy xuất tướng rất cao và chém mu điểm rơi. Chính xác luôn. Đã tìm ra người đồng đội bên phía cánh trái. Làm gì tiếp theo? Đội trưởng Kim Mạnh đưa chuyền vào trong, đánh đầu ra. Và phòng ngự ổn của cá nhân bên phía Bắc Việt. Bóng tiếp tục trở lại với đôi chân của TIG. Họ vẫn đang áp đảo với chất lượng đội hình và chiều sâu vốn có.
Long Torres. Rất thoáng. Đường chuyền. Không được. Bên trong đó là pha xử lý của Bùi Văn Đạt. Đánh đầu. Xử lý của Khơi Madini và sau đó anh đã có được Phan Tuấn Bảo hỗ trợ. Khơi Madini như đã nói từ trận đấu trước anh là huấn luyện viên. Hôm nay anh ra sân thi đấu trong vai trò là cầu thủ. Và với một giải đấu vừa phải với sức lực của Khơi Madini như thế này thì anh chơi hoàn toàn ok. Ít nhất là trong một hiệp. Hiện tại thì trên sân bóng Bắc Việt 1 nhiệt độ đang rơi vào ngưỡng là 27 độ. Trời nắng như mùa hè. Có lẽ sự an ủi duy nhất dành cho 14 con người trên sân đó là gió hiện tại trên sân khá mát. Nhưng đổi lại là trời vô cùng hanh khô. Với không khí mùa đông đã chuồn, đã tràn về. Bình Minh. Và ghi bàn vừa rồi của Long Torres là lần thứ 6 mà Bình Minh phải vào lưới nhận bóng tại giải đấu năm nay. Giải bóng đá chào mừng 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam tranh cúp sao vàng hóa cảnh. Và được tổ chức bởi câu lạc bộ bóng đá trẻ doanh nhân Việt Nam. Rất bài bản quy củ và vòng chung kết sẽ được góp mặt bởi những đội vô địch và hội tụ tại Cần Thơ. Rất tuyệt vời. Bình Minh. Có vẻ như phần sân bên cạnh tỷ số đang nổ liên tục dành cho một đội bóng. Như vậy là doanh nhân trẻ 1983 thì vẫn phô diễn một sức mạnh có thể nói là rất đáng nể. Vậy là chúng ta cũng dần mường tượng ra được những đội bóng đáng gờm tại giải đấu năm nay. Đó là TIG, đó là doanh nhân trẻ Vĩnh Phúc. Đó là doanh nhân trẻ 1983 và đương nhiên chúng ta không thể không đề cập tới HG La Giang. Một đại diện khách mời đến từ Hà Tĩnh. Khơi Madini. Để chuyển về rất nhanh của trọng pháo Mễ Trì Long Torres. Quang Khơi hơi dài một chút. Cũng giống như khung giờ buổi sáng thì những trận đấu đặc biệt trong khung giờ buổi chiều trở đi thì cầu thủ sẽ không thể nào mà thi đấu hết sức mình được. Cũng phải phân phối, cũng phải điều tiết và cũng phải tính toán một cách rất kỹ lưỡng. Đặc biệt với cá nhân của TIG cũng như là Bắc Việt FC. Họ sẽ không chỉ thi đấu một trận như buổi sáng mà sẽ là hai trận trong buổi chiều ngày hôm nay. Với những đội bóng còn lại. Em xin chào khoảng tầm 50 khán giả trên kênh sóng nhé. Mọi người mà dành tay cho xin một like. Anh em nào mà cổ động viên của Bắc Việt hoặc là TIG thì bổ em quả share nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Máy bắt đầu nóng đến từ TIG rồi. Bàn bật đang nhuyễn hơn. Chơi đều chân hơn. Đánh đầu. Không phải đánh đầu mà là đánh ngực. Bóng vị trí của trọng pháo Mễ Trì Long Torres. Anh chơi hip hop và vẫn giành lại lấy trái bóng dành cho đội bóng của mình. Nằm xuống. Vẫn kéo được. Một cú cắt lưỡi liềm đến từ Long. Và bây giờ đường phản công dành cho cầu thủ bên phía Bắc Việt FC. Bùi Văn Đạt. Dứt điểm. Không vào. Đây có thể nói là đường tấn công có nét nhất từ đầu trận đến giờ đến từ Bắc Việt FC. Kỳ Mạnh. Văn Minh đã hô rất to. Chỉ cho Bình Minh. Bỏ đánh xử lý. Cần phải có một sự kết nối rõ ràng ở tuyến phòng ngự, đặc biệt là giữa những thủ môn và trung vệ. Với sự e dè của mình thì hiện tại Bắc Việt FC cũng đang cắm rất sâu những cá nhân án ngữ trước khu vực cầu môn của Trần Bình Minh. Ở trận cầu đương nhiên là nóng nhất trong buổi chiều nay đó là màn chạm trán giữa doanh nhân trẻ Vĩnh Phúc cũng như là HG La Giang. Một cặp đấu có thể nói là ngoạ hổ tàng long, sừng hùng và tranh bá. Rất mạnh. Doanh nhân trẻ Vĩnh Phúc với nhiều cầu chuyên và có nhiều ngôi sao đá phủi rất hay. Đối đầu với HG La Giang đó là bóng đầy tiềm lực, trẻ trung, rất chịu khó đầu tư. Khi vừa rồi họ đã có hai bản hợp đồng vô cùng chất lượng với việc ra từ chuyển từ EOC về với HG La Giang. Cùng với đó là Tú Hà Tĩnh từ Mobi để xây chắc hơn những tham vọng đến từ HG La Giang để có thể xưng bá tại giới phủ Hà Thành. Và chương trình tiếp theo đến từ Bắc Việt FC.
Long Torres. Đỉnh cao nhất của Long Torres được khởi phát từ màu áo da Việt. Và sau đó 5 tháng đỉnh cao hơn nữa, anh được hoàn thiện hơn về lối chơi, về tư duy. Thì nó là mở khoảng thời gian dưới màu áo của Mobi FC. Dứt điểm. Quyết định ra chân ngay đến từ đội trưởng Nguyễn Lô Hội. Ba cú dứt điểm liên tiếp về khung thành của Hoàng Văn Huy. Nó chưa đem về kết quả cho Bắc Việt FC, đội chủ nhà, nhưng với tư cách là khách mời. Long Torres đường chuyền tầm thấp. Dứt điểm. Tiếp tục vụt. Trái phải vụt rất đều. Sự nguy hiểm thường trực. Và quả thực là những trung vệ của Bắc Việt FC đang chơi vừa hay như vậy, vừa trực choạc. Cú trước ok nhưng cú sau thì nó hơi chớ một tí. Long Torres lần này thì đã không thể qua được. Có lẽ đó là hình ảnh của Đức Plan. Chính xác là như vậy. Anh Đức kế hoạch. Mà chúng ta chờ đợi hơn những kế hoạch mà anh đưa ra để có thể bắt chết được Long Torres trong những giây phút tiếp theo. Quả đầu tiên thì để Long sổng ra rồi. Rất nguy hiểm. Hiện tại thì TIG đang sử dụng những đường truyền tầm trung để căng ngang trước mặt khung thành của Trần Bình Minh. Không treo cao. Hiện tại với Long Torres thì anh đang chơi kéo giật về nhiều hơn là chơi theo kiểu là tiền đạo mục tiêu, chờ đợi những đường bóng đập mặt phối hợp 1-2. Và Long Torres đứng khá xa khung thành của Trần Bình Minh. Với cầu đứng gần hơn thì đó là Phan Tuấn Bảo. Thì với chiều cao không có ấn tượng của mình thì một đường căng tầm thấp xe thôi thì sẽ là hiệu quả hơn dành cho số 3 bên phía của TIG FC. Kim Mạnh. Khơi Madini rất hay. Bóng vị trí của Tuấn Bảo được chuyền ngang, dứt điểm. Bóng đi quá cao từ cú đặt lòng của Phùng Ngọc Phi. Buổi chiều ngày hôm nay thì gió máy đã ổn hơn rất nhiều và ánh nắng ông giời đã bật ít đèn hơn. Thành ra việc chúng ta nhận diện được những cá nhân trên sân của hai đội là dễ dàng hơn rất nhiều. Cầm bóng ngay vào sân nhà, Quang Việt. Quang Việt đang đá ở vị trí trước mặt khung thành của Trần Bình Minh. Và Bắc Việt cũng đang cố gắng bình tĩnh hơn để có thể tổ chức những đường bóng ngắn từ dưới phần sân nhà trở lên. Không thành công. Những đường chuyền khó như vậy thì dễ dàng bỏ qua. Những đội bên trên bây giờ bị phản công rất nguy hiểm. 4-3. Long Torres. Đường chuyền hơi dài. Nhưng vẫn là Long Torres. Vẫn là một đường chuyền tốn bóng nữa đến từ các cầu thủ Bắc Việt. Những đường chuyền của họ từ phần dưới lên đang có một chất lượng tương đối thấp. Lợi thế. Rồi, như vậy là quyết định là quả phạt giữa sân. Người thực hiện sẽ là cầu thủ mang áo số bao nhiêu đây? Chút nữa thì em liếc qua em sẽ thấy. Dứt điểm đi! Rất căng, hai nhịp là ok. Với đôi bàn tay của Hoàng Văn Huy. Cú ra chân trước đó là của số 80 Bùi Văn Đạt. Đều là những cầu mới tinh tinh tinh. Tuấn Bảo rồi Ngọc Phi rồi Xuân Kiên nữa. Hoàng Văn Huy. Đều là những cá nhân xuất hiện mới ở trong lượt thi đấu thứ hai của TIG. Để dành sức cho những nhiệm ma Giang Nguyên Công, Đình Minh, Đình Mạnh nghỉ ngơi. Với đó là Hưng Ê-xê Lê nữa. Và chúng ta đừng quên rằng TIG còn có một cầu Tây. Đó là Jason Ascenden. Đây này vào sân cháo quẩy những phút cuối thì quả thật cũng rất đáng xem. Rất chính xác. Khơi Madini bây giờ là quay một phát mềm mại Phan Tuấn Bảo. Long Torres chân trái. Dứt điểm kỹ thuật. Đó là quả lòng xe điếu đến từ Long Torres. Vậy là ngay khi mà Long Torres dứt điểm bất thành thì bên kia doanh nhân trẻ 1983 đã có tỷ số 4-0. Có lẽ là như vậy. Sức mạnh hủy diệt và cũng không thể hiện sự giữ cữ. Họ chơi hết tất cả những gì mình có thể. Hoàn toàn kiểm soát trận đấu thôi. Hoàng Văn Huy. Quang Khơi.
Kim Mạnh. Cánh trái đang gọi Kim Mạnh rất lớn, thầy ơi, nhưng mà thầy khó quá, thầy không truyền được. Thầy truyền về. Tiếp tục là Kim Mạnh, hiện tại là Kim Mạnh và Quang Khơi đang chơi theo kiểu là trung vệ sóng đôi trước mặt không thành của Hoàng Văn Huy. Kim Mạnh. Hoàng Văn Huy. Cái sự khác biệt của TIG là gì? Họ chơi bình tĩnh, từ từ và họ gọi nhau rất nhiều. Mỗi đường chuyền đưa ra thì các cầu thủ đều phải kết nối với nhau bằng alo, trước đó phải tầm 1-2 nhịp rồi. Chuyền xong lại nhắc nhau đá tiếp. Họ di chuyển rất đều người, xoay cũng khéo, từ dưới chọc lên. Và thậm chí là một quả đổi cánh như thế này dành cho Khơi Madini. Đường chuyền sáng tạo của Quang Khơi. Để tận dụng khả năng cay đè của Long Torres. Ngọc Phi. Long Torres. Long Torres. Đường chuyền về Tuấn Bảo. Kim Mạnh. Kim Mạnh đi bóng đã qua người Kim Mạnh. Không vào. Quá căng chân. Động tác giả đầu tiên của Kim Mạnh. Ngoặt phải xong đó rút trái. Bóng dường như đã chạm đầu của Trần Bình Minh, chứ không phải là chạm xa ngang. Một pha anh không dùng tay bắt bóng mà anh dùng đầu luôn. Rất quả cảm Trần Bình Minh. Khả năng quả đấy là trúng chán. Anh vẫn đang xoa đầu. Hơi tê nhẹ. Và rồi thì Nguyễn Ngọc Duy anh đã rời sân. Bên phía Bắc Việt ở sân là một cầu thủ khác. Thi đấu trong một nền nhiệt độ như thế này thì chúng ta dễ biết rằng cầu thủ xuống sức sẽ là rất nhanh. Đặc biệt là những anh em có tuổi mà ít chơi thể thao, thuộc khối văn phòng. Trần Bình Minh. Lô Hội. Lô Hội và có lẽ đây là Tuấn Bảo. Số 3 nhìn quần lại 16. Đang gọi Đức Plan. Để chuyển ngang là của số 33. Anh Đức Kế Hoạch. Không vội vàng Vũ Hoàng Anh. Cầu thủ mới vào sân bên phía của Bắc Việt. Bên kia cứ đây rồi, thế là lại có đôi giày. Rất nhiều bàn, rất xôm. Sân 2 liên tục được chứng kiến những điểm nổ. Còn sân 1 thì chúng ta mới chỉ có một bàn mà thôi. Hơi thiêu nhẹ một tí. Thả háng. Được không? Lô Hội. Lô Hội và Tuấn Bảo. Lô Hội tì vai. Võ Sĩ Giác đấu. Đã đấu xong. Và xong anh còn ngoặt tới mấy nhịp liền. Nhưng mà khi mà anh được gặp gỡ Khơi Madini thì anh đã biết được rằng là vượt qua khối phòng ngự của TIG không dễ một chút nào. Có lẽ trong vòng vừa rồi thì đội trưởng Lô Hội của Bắc Việt nên xử lý gọn gàng hơn. Long Torres. Nhờ cái vai cực khỏe, tì chỉ có chết cứng đối thủ thôi. Thì có việc lấy bóng trong chân của Long Torres rất khó. Và với những cú tì này thì anh luôn có thể mở ra những cú sút như vừa rồi. Hoặc là những đường truyền trả ngược cho đồng đội của mình. Hoặc là những cú thả đáy. Rất đa dạng. Một tiền đạo mà ở thời đỉnh cao của mình, và như là huấn luyện viên Lào cũng muốn có anh. Có tên của Long Torres trong đội hình. Kim Mạnh. Giật gót điệu nghệ. Có đường phản công hay không? Tốc độ đâu rồi? Tốc độ đầy rồi. Đội trưởng Lô Hội xin bóng. Ngoặt quá hay. Vượt qua Khơi Ma đi đi. Bình tĩnh thôi anh ơi. Không vào. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài chính điều khiển trận đấu cũng đã vang lên. Thật quá đáng tiếc nếu như mà vào cuối cùng anh Lô Hội có thể dứt điểm thành bàn.
Dạ, xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta cùng trở lại với kênh 6 trong buổi chiều hôm nay để chúng ta cùng dõi theo tiếp tục hiệp 2 trận đấu giữa TGFC cũng như Bắc Việt FC trong khuôn khổ giải bóng đá chào mừng 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam, trận cúp sao vàng hóa cảnh. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 2 bảng B. Và hiệp 1 đã trôi qua với duy nhất một bàn thắng được ghi thôi bởi TIG nhờ pha dứt điểm khéo léo, tài tình từ chân nghịch của Long Torres và tiếng còi của trọng tài Danh Đạt vang lên hiệp 2 chính thức bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì các cầu thủ Bắc Việt sẽ là người cầm quyền giao bóng trước và phần sân chơi sẽ là bên phía tay trái, còn bên đối diện đó sẽ là TIG. Và xử lý là của Phạm Kim Tiến, cầu thủ mới vào sân trong hiệp thứ 2. Kim Tiến có ngoại hình tương đối giống với Đức Plan, nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Kim Tiến suýt chút nữa đã vượt qua được Phùng Ngọc Phi bên phía TGFC. Ở hiệp 2 thì bản thân TG cũng có sự thay đổi người khi Lê Cảnh Đôn, chính xác hơn đây là Lê Thành Đôn, một sao mai thuộc giới bóng đá của Hòa Bình, cũng đã có một lần thi đấu cho Tơ Rồng FC tại sân bóng đá Đại học Hà Nội. Phan Chính Chấp có lỗi đầu tiên trong hiệp 2 trận đấu này. Lê Thành Đôn là một cầu thủ khéo léo, giàu kỹ thuật. Và với sự xuất hiện của cầu thủ trẻ trung năng động này sẽ giúp cho bộ mặt và lối chơi của TG sẽ mềm mại hơn trong những giây phút sắp tới. Quyết định kèo bóng đến từ vị trí của số 22 Nguyễn Quang Việt bên phía Bắc Việt. Và rồi là đường chuyền của 20 Phạm Kim Tiến. Đều là những cá nhân mới xuất phát từ tổ phá rỡ. Bình Minh. Anh đấn đá một hồi và cuối cùng vẫn đưa ra một đường chuyền dài. Như vậy hiện tại trên sân đang có cả Đức Plan cũng như Phạm Kim Tiến, hai cầu thủ rất giống nhau. Ngoài ra Bắc Việt còn có sự hiện diện thêm nữa của một cầu thủ mà áo tấn công nhưng hiện tại đang đá thòng, đó là Nguyễn Huy Vũ. Với đôi giày Nike Hyper Venom rất nổi bật, vàng đen. Và đây chính là Huy Vũ. Và đập về là của Quang Việt. Hiệp 2 thì cầu thủ Bắc Việt đã chịu khó cầm bóng nhiều hơn. Nhờ việc cầu thủ bên phía TG pressing tương đối cao thì thủ thành Trần Bình Minh cũng rất khó để tìm ra được một phương án triển khai bóng lên nhanh. Và nếu mà nhanh nhất thì sẽ đưa một đường bóng dài 50-50. Nhưng với những pha bóng 50-50 thì nó thường ít mang lại kết quả khả dĩ dành cho Bắc Việt. Kim Tiến thậm chí bây giờ thủ muốn xoay lên luôn, trời rất tự tin và sau đó anh toang rất khó. Bây giờ thì ngoại binh khoai tây của TG cũng đã vào sân, đó số 18 Jason Ascenden, cầu thủ đã chơi ở trận đấu trước mà TG đối đầu với một đội còn lại và họ giành được chiến thắng. Ascenden gây ấn tượng bằng khả năng đi bóng rất tự tin, thể hình thể lực cao lớn nhưng mà không thiếu phần tốc độ, cũng là một nét châm phá tại giải bóng đá chào mừng 30 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam trên cúp sao vàng hóa cảnh năm nay, lần đầu tiên tại Hà Nội và vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Cần Thơ. Thành Đôn quá đà, Thành Đôn và sau đó đã bị Đức Plan hóa giải. Thành Đôn. Xuân Kiên gọi rất to, anh này Đôn. Rồi đưa chuyền Xuân Kiên cơ ơi! Dứt điểm. Như vậy đã có lỗi rồi. Lỗi tương đối rõ của cầu thủ bên phía Bắc Việt. Kim Tiến, chính Kim Tiến đã đưa ra đường kê để cả đi cú sút đấy từ Xuân Kiên. Rất rõ ràng. Rào ba người và chúng ta chờ đợi đội trưởng Kim Mạnh bên phía TIG. Tương đối gần, chưa đến 10 mét. Và chúng ta đang thấy Xuân Kiên đang đứng cột. Vào cột cái là khả năng là ăn luôn dành cho TIG. Đổi cột rồi, Thành Đôn chạy sang. Đức Plan thì đang cảnh giác, dứt điểm.
bóng đi quá cao, Xuân Kiên. Sóng gió đã trôi qua trước khung thành của Trần Bình Minh. Thật đáng tiếc rằng nếu như trong những giây phút cuối cùng hiệp 1 mà các cầu thủ Bắc Việt sắc lẹm hơn trong pha kết liễu cuối cùng của một bóng tấn công của họ, thì chỉ ít bây giờ tỷ số đã là 1-1 rồi, chứ không phải là 1-0 dành cho TIG. Lô Hội, Lô Hội và Xuân Kiên mất bóng dễ dàng. Xuân Kiên rõ ràng là nhìn hơn cả về sức lẫn cả về lực. Jason, Jason Ascenden, vâng, thì đấu rất giống một idol giới phủi, đó là Can Chris. Những skill anh dùng mang đến tính tương đồng với số 7 của Trà Family. Rất nhiều cảm xúc, quả chém mù set sân sệt của Kim Mạnh. Ra chân không, như vậy là ra chân ngay và sẽ có góc ngay sau đây dành cho TIG. Cú sút từ tuyến 2 của số 3, đó là Tuấn Bảo, và sau đó Đức Plan đã đưa người ra đỡ. Đồng nghĩa đó là được phạt góc dành cho TIG ngay sau đây. Trường của Thanh Đôn. Có được bàn thắng, thành ra lối chơi của TIG họ quả thực là không quá vội vàng. Họ vẫn đang tìm kiếm đường đi dành cho riêng mình về phía khung thành của Trần Bình Minh. Ngay sau trận đấu này sẽ là màn đụng độ được đáng chú ý nhất của buổi chiều hôm nay giữa cầu thủ Doanh Nhân Trẻ Vĩnh Phúc và HG La Giang. Trận đấu sẽ được cử hành vào lúc 3 giờ chiều. Đúng thời điểm mà nóng nhất. Và chúng ta hãy cứ chờ đợi trận đấu này kết thúc và xem trận đấu đó sẽ ra sao. Rất hấp dẫn. Kim Mạnh. Đường truyền của Kim Mạnh. Bằng thủ môn Trần Bình Minh, anh đã băng ra và phòng ngự bằng rất nhiều những kỹ năng. Bên cạnh đó là kỹ năng dùng alo. Thành ra tiền đạo đối phương cũng hơi rén. Cá Sông Đại Hải Đăng vừa có bàn thắng rút ngắn tỷ số trước Doanh Nhân Trẻ 1983. Một tín hiệu đáng mừng. Một năm. Chúng ta có thể nghe thấy tỷ số rất sâu. Với TikToker Đình Lực, rồi có cả Nguyễn Văn Quang Dương, một cầu thủ rất tài năng của Đô Lương. Cụ thể là Văn Sơn. Sức mạnh của Doanh Nhân Trẻ 1983 là điều mà chúng ta có thể hiểu được. Không bất ngờ. Vậy là chủ tịch Nguyễn Phúc Long bên phía TIG sẽ lại được chuẩn bị vào sân. Anh sẽ vào sân thay cho Phan Tuấn Bảo. Một trận đấu như thế này cũng là cơ hội rất tốt để cho chủ tịch được vào sân để có thể thể hiện những đường dao mũi kiếm của mình. Đặc biệt là anh vẫn chưa hề qua thời đỉnh cao. Đấy, vừa trả lời anh Bùi Minh Nam rồi đấy. Doanh Nhân Trẻ Vĩnh Phúc sẽ thi đấu vào tầm khoảng 14 phút nữa thôi. Ngay khi trận đấu này kết thúc, mỗi hiệp thì chỉ có kéo dài 20 phút thôi. Tổng một trận đấu sẽ là 40. Rất căng trần. Thành Đôn đập với Xuân Kiên, hơi nguy hiểm một chút. Đó là tình huống níu giữ hy vọng của Phùng Ngọc Phi. Ngay sau đây thì TIG sẽ có sự thay đổi người. Giống như hiệp 1 thì Nguyễn Phúc Long, anh vào sân. Người rời sân là Phan Tuấn Bảo. U50 nhưng mà số máy của anh chắc vẫn vững lắm. Giật đòn nào cũng được. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi màn thể hiện của chủ tịch bên phía TIG. Jason. Jason Ascenden. Hơi lòng hoàng một chút Phùng Ngọc Phi. Ở dưới còn có đó là Hoàng Văn Huy cũng như là đội trưởng Kim Mạnh. Bên trên Xuân Kiên đang xoay. Và trận bóng đầu tiên của chủ tịch Phúc Long. Anh thi đấu mà với bộ trang phục của anh nói là rất chuyên nghiệp. Anh thậm chí còn uy tín đến độ là bó cả hai đầu gối của mình luôn. Để có thể tránh nguy cơ chấn thương đến mức độ tối đa. Lại kéo về gầm sau giống Can Chris. Bắt đầu bật chế độ múa rồi.
Và đây sẽ là một vị trí mà các cầu thủ Bắc Việt sẽ rất lưu ý đây. Một hệ múa, một nghệ sĩ nhân dân đang thi đấu ở vị trí tương đối chắc chắn của TIG. Và đây có lẽ sẽ là điểm sáng mà Bắc Việt sẽ nhìn ra được. Cao đẳng múa, nhưng mà đây là không phải cao đẳng múa, nằm ở đoạn Doãn Kế Thiện ở khu vực Mai Dịch, Hà Nội. Khả năng anh này phải đến từ Đông Âu, cũng phải từ CSKA Moscow bên phía trời Nga hoặc là Shakhtar Donetsk của Ukraine. Hoàng Văn Huy 80 vào và 20 ra, tiếp tục thay. Và đây là hình ảnh của Bắc Việt. Số 80 bên phía Bắc Việt thì Bùi Văn Đạt, 20 ra thì là hình của Phạm Kim Tiến. Nói chung là cậu này đá tốn sức lắm, nhìn đá vất vả. Góc bên ngửa lên Linh ơi. Chắc là xem idol nhiều quá, dứt điểm, bóng rốt xa ngang. Và là trận đầu tiên của chủ tịch Nguyễn Phúc Long. Chúng ta sẽ bắt đầu đếm. Đỡ phải và ra chân trái cũng rất tốt. Có thể chơi bằng cả hai chân. 17 vào và Hoàng Anh sẽ rời sân. Nguyễn Ngọc Duy là người được trao cơ hội và người rời sân sẽ là Vũ Hoàng Anh. Bên đó là sự hiện diện của một vài cầu thủ khác nữa. Hello anh em nhé, anh em đang trên cái sóng nên cho em xin một like, một share nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ra đây vẫn chưa phải là trận đấu nóng nhất trong buổi chiều ngày hôm nay đâu, giữa TIG và Bắc Việt. Trận đấu sau vào khung 3 giờ chiều, Doanh Nhân Trẻ Vĩnh Phúc và HG La Giang mới là một cuộc đụng độ thực sự nảy nửa. Cháy bỏng. Và bây giờ là đội trưởng Lô Hội. Bóng về vị trí của số 22 Quang Việt. Huy Vũ, rất càng Huy Vũ, bóng bật ra ngoài. Tài nghệ của thủ môn Hoàng Văn Huy vừa được thể hiện. Đá thế này vẫn hơi khó. Thành Đôn. Nhìn qua ra chúng ta nghĩ là Thành Đôn là một khoai tây của TIG. Vóc dáng cao ráo và có phần tóc tai màu mè. Nếu mà chỉ một thoáng liếc qua thì chúng ta rất dễ nhầm Thành Đôn với Jason Adensen. Người chơi rất quả dẻo của TIG. Chán anh sẽ là một điểm nổ thực sự của TIG trong ngày hôm nay. Không biết là nổ tung hay là nổ xịt thì chúng ta cứ chờ đã. Chừng nào cầu thủ này còn góp mặt trên sân. Kim Mạnh. Xuân Kiên. Rất đều chân. Thành Đôn. Huy đã gọi Đôn từ bên dưới và một đường chuyền về là dễ hiểu. Thậm chí là các cầu thủ TIG họ có thể chơi lai dài từ giờ đến cuối trận thì họ vẫn có thể giành chiến thắng. Vấn đề của họ là họ muốn đẩy nhanh tốc độ ở quãng nào mà thôi. Chứ con người trên sân của họ hoàn toàn có thể chơi theo ý họ mong muốn được. Còn khi mà cơ hội đến với Bắc Việt thì họ cần phải tận dụng một cách tối đa. Họ đã có thời cơ cuối hiệp 1. Trong hiệp 2 thì họ vẫn chưa tạo ra được một cơ hội đáng giá ngàn vàng như vậy để có thể gỡ hòa. Mất bóng quá nhanh. Đường quay của Phú Ngọc Phi. Hồng dẻo, giữ bóng, che kín, Kim Mạnh. Quả tỉa lên của Thành Đôn. Xuân Kiên. Xuân Kiên chuôi bóng ra nhưng ở đây vẫn còn vị trí của số 24 Phùng Ngọc Phi. Đường châm tầm thấp, không hề qua được vị trí giữa sân của Bắc Việt. Huy Vũ. Huy Vũ đã được đẩy cao hơn so với những giây phút đầu tiên mà anh được tung vào. Khởi đầu thì cầu thủ này chơi ở vị trí phòng ngự, bây giờ anh đã đẩy lên ở vị trí tấn công một cách mạnh dạn hơn. Chúng ta xem và can thiệp của Đức Plan đã tạo ra một lỗi đối với cầu thủ của TIG. Sự thay đổi người tiếp theo của Bắc Việt, một cầu thủ của họ đã bị căng cơ. Bùi Văn Đạt vào sân là số 88. Người vào sân màu số 88 Dương Ngọc Linh. Kim Mạnh.
Thành Đôn. Quay người khéo léo đã thoát quầy và bây giờ là cơ hội chủ tịch ơi. Chủ tịch dứt điểm trái chân không vào. Tí nữa thôi thì đó sẽ là 2-0 dành cho TIG. Nhưng mà Trần Bình Minh bên phía Bắc Việt nói không. Mọi thứ tiếp tục trở lại. Cơ hội rất rõ ràng được tạo ra bởi một tông bóng tấn công của TIG. Dường như các cầu thủ TIG đang đẩy nhanh tiến độ chơi. Họ đang để cho Bắc Việt cuốn theo mình. Như vậy là người đã tạo ra tình huống nguy hiểm trước đó dành cho chủ tịch Phúc Long đó là Đình Mạnh. Rất hay nhưng mà hơi sâu dành cho Đình Mạnh, không chính xác hơn đó là Phùng Ngọc Phi. Đình Mạnh đang chạy bên dưới rồi. Hai cầu thủ thi đấu cùng giày màu hường với nhau, có lẽ là cùng hãng Nike luôn. Ngọc Linh, bóng chạm mặt của Thành Đôn và vẫn còn trong cuộc. Xuân Kiên tìm kiếm Thành Đôn, đi luôn. Thành Đôn được chuyền rất hay, chủ tịch ơi, quá hay, dài rồi không vào. Vẫn là lừa nhịp 1, sau đó thì chọc nhịp 2. Nhưng mà kết quả thì vẫn là chưa phải con số 2 dành cho TIG. Rất nhiều nét đến từ Nguyễn Phúc Long, chủ tịch U50 của TIC. Trời ơi, quả đấy anh phải đúng Rabona. Và bây giờ thì công chiều khúc vào sân. Chúng ta chờ đợi cá nhân ra nghỉ của TIC là ai đây? Chút nữa thì chúng ta sẽ nhận diện cầu thủ này sau. Như vậy là Ngọc Phi rời sân, vào sân là công chiều khúc. Xuân Kiên đẩy đỡ mở rất cơ bản. Như vậy là Tây Ba Lô sau một thời gian anh cháo quẩy bất thành, thì đấu tí thì báo thì anh đã được cho ra nghỉ rồi, để có thể đảm bảo được số phận đội bóng của mình. Quá nhanh, Ferrari vẫn không vào. Lượt đi như một chiếc cano trên làn sóng. Đó là hình ảnh của Đình Minh. Không chính xác, đó là Đình Mạnh. Đình Minh và Đình Mạnh, hai cầu thủ có lẽ là anh em với nhau rồi. Độ bứt trong quãng ngắn của Đình Mạnh là rất ấn tượng. Nhưng dường như may mắn đang song hành nhiều so với các cầu thủ Bắc Việt. Ngọc Linh, Lô Hội, Linh bảo xuống nhưng mà Hội bảo không, đâm thẳng xuyên thủng bất thành. Bóng về với chân của Kim Mạnh. Chủ tịch Phúc Long tìm kiếm Thành Đôn rất ổn áp đi qua. Giang Nguyên Công đường chuyên. Ý tưởng là rất hay của công chiều khúc. Và tốc độ của chủ tịch Phúc Long thì chậm hơn so với đà suy nghĩ của Giang Nguyên Công. Lô Hội giữa nhiều người. Đội trưởng Lô Hội mở một đường bóng rất dài dành cho số 17. Ngọc Duy, Ngọc Linh. Ngọc Duy và Ngọc Linh, hai cầu thủ cùng đệm khác tên. Thời gian của trận đấu này chỉ còn có phút rưỡi nữa mà thôi. Chúng ta không biết rằng tổ trọng tài điều khiển trận đấu sẽ cho bù là bao nhiêu. Và đội trưởng Lô Hội đã được cho ra nghỉ, vào sân là số 84. Giang Râu, anh Giang Râu đã vào sân. Một trận hòa thôi với Bắc Việt cũng thật sự là rất là tuyệt vời, với họ có làm được không đây? Thời gian sắp hết rồi anh ạ, chỉ còn một phút thi đấu chính thức, chưa tính bù giờ. 20 phút một hiệp, thời gian trôi rất nhanh. Cảm tưởng như thời gian buổi chiều trôi nhanh hơn thời gian buổi sáng. Plan, được plan. Ôi nhưng mà vẫn có góc dài cho cầu thủ Bắc Việt. Khoảng không đã mở ra với số 94 bên phía Bắc Việt. Và anh không ngần ngại, không chần chừ ra chân ngay. Ban huấn luyện của Bắc Việt đang bảo anh em lên đi. Khô máu nào.
chơi hết sức trong những giây phút cuối cùng này. Một điểm chạm thôi, họ đã có may mắn. Và nếu như pha bóng này mà đánh đầu vào hoặc là kết thúc thành công thì quả thật là vị thần Lucky đang song hành trên vai của cầu thủ bên phía Bắc Việt. Không vào. Rất nguy hiểm. Bóng vẫn còn trong cuộc chơi và Giang Dâu đã bị xin mất 30k. Những 30k của anh đổi lại là giá trị cầm bóng của Bắc Việt. Nói chung là cũng không phải mất cả vốn lẫn cả lời. Vẫn được. Bình Minh, Huy Vũ, bên trên đang có Ngọc Linh, đang có Captain Giang Râu, Ngọc Duy. Cột 2 kìa, có nhìn ra không? Như vậy là không nhìn ra rồi, Giang Nguyên Công cũng đã me đoạn đấy. Power play là thứ mà Bắc Việt đang lựa chọn. Nhưng họ cần phải cẩn thận và băng lên. Coi. Hết cơ rồi, Thành Đôn. Cú vít vào cuối đáy của số 22, Quang Việt. Tiếp tục là Quang Việt. Bóng băng một cách nào đấy vẫn trở về với cầu thủ này. Và tiếng còi của trọng tài Danh Đạt cũng đã vang lên ở vị trí đó. Lưu ý rằng thời gian thi đấu chính thức đã hết. Đúng là cự ly bằng 2 sân 7 gộp vào. Tính ra vui vui và mỗi đội phải 14 người đá mới đủ. Võ sĩ giác đấu. Quang Việt môi vụt không. Đức Black không vào. Super đáng tiếc Đức Black. Trời ơi, anh vụt một quả mà mù mắt. Không thấy bóng đâu. Bóng đi trốn với cả Denver. Và đúng lúc vừa rồi thì trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu thuộc lượt thi đấu thứ hai bảng B giữa TG và Bắc Việt. 1-0, tỷ số mong manh thôi là đủ để cho TG có